Và sau đây là những chứng minh từ 2 năm nay anh Phiêu Đồng chưa từng rời khỏi nhà, lúc nào anh cũng ở trong nhà với vợ anh, chưa bao giờ là người vô gia cư như anh hay rêu rao trên mạng xã hội, công nhận, anh nói y như thật, cho nên, anh tha hồ lường gạt những đứa ngu dốt đế cung phụng tiền bạc cho anh ăn xài. Bạn nên để ý, có những món đồ kết nối nhau từ clip này sang clip nọ. Có lúc là quả cầu địa lý, có lúc là bản YouTube chứng nhận có 100.000 subscriber hay có lúc là những bức ảnh, cho dù phòng anh có thay đổi chút ít nhưng trong thay đổi lúc nào cũng có những bức ảnh hay vật dụng nhỏ đế nói liền các dòng thời gian rất mạnh lạc và từ 2 năm nay.